Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube chính thức của báo điện tử VTC News. Thưa quý vị, Công an xã Iato, huyện Iagrai, tỉnh Gia Lai mới đây đã tiếp nhận thông tin về một nữ sinh 16 tuổi đã mất tích sau khi đi học. Đáng chú ý, gia đình đã nhận được tin nhắn cầu cứu của nữ sinh trước khi liên lạc bị cắt đứt. Hiện cơ quan chức năng đã vào cuộc tìm kiếm nữ sinh trên. Công an xã Iato, huyện Iagrai, tỉnh Gia Lai đã đăng tải thông tin tìm kiếm nữ sinh VTML sinh năm 2008, chú tại thôn 7, xã Iato, học lớp 10A9, trường trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng. Nữ sinh này đi học nhưng không thấy về. Bố nữ sinh, ông Vũ Văn Nguyên xác nhận đến hôm nay là ngày thứ ba, gia đình không liên lạc được với con gái. Được biết tối ngày 25 tháng 2, ông có nhận được dòng tin nhắn cứu con với, sau đó cắt đứt mọi liên hệ. Theo đó, vào khoảng 12 giờ thứ Bảy ngày 24 tháng 2, VTML điều khiển xe máy biển kiểm soát 81AU01471 đến trường trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng. 16 giờ cùng ngày, cô giáo chủ nhiệm gọi điện thông báo cho gia đình về việc cháu vắng học. Ông Nguyên lo lắng nói, đến tối không thấy cháu về nên gia đình tôi đã gọi hỏi bạn bè, người thân nhưng không ai biết L ở đâu. Lo lắng cho sự an nguy của con, chiều ngày 25 tháng 2, chúng tôi đã trình báo sự việc với công an xã Yato nhờ vào cuộc tìm kiếm. Theo ông Nguyên, bạn bè của L cho biết, có thấy L đi với một thanh niên tên TNH, thuê trọ tại số 157 đường Quang Trung, thị trấn ia kha huyện iagrai khi gia đình đến đây tìm kiếm thì những người cùng dãy trọ cho biết từ hôm thứ bảy đến nay không thấy hát về phòng trọ ông nguyên cho biết gia đình đang rất lo lắng sợ chuyện không may xảy ra ông mong muốn cơ quan chức năng hỗ trợ tìm kiếm cháu lan